Xin chào quý vị các bạn, hôm nay là ngày 18 tháng 12 này, năm 2022. Chúng tôi làm đường điện này đấy, với quy mô của xóm thôn 1, thôn Vọng Sơn, xã Sơn Phú, chôn đèn điện đường. Đây là thôn tổ 1 đấy, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn. Một cây như thế này là đủ 6 mét các bạn nhé. Đấy, có choàng, có chiệc. Đây là các mọi người của thôn Vọng Sơn nhé. Chôn cột để chuẩn bị đón Tết năm 2023. Đấy, họ đang điều chỉnh ở đâu ấy. Và đây đang có chôn này. Đấy, thì tạo lên ánh sáng cho cho thôn để chuẩn bị cho đón Tết. Làm nở cho TikTok ái quấy ngón đó. Đấy, đây là cả xóm để đang tổ chức để mà trồng những cái như thế này. Hình như 60 cột anh đang này, 60 cột này. Rồi nọt để ta lên vạch nhé. Tắt lại về rồi rồi đấy rồi đấy rồi.